chào cô Tranh. Cái gánh này đỡ giờ lớn tuổi rồi ai cũng bị đau hết. Xin chào chị Hồng Linh, xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trở lại chương trình học Kinh Thánh. Rất là vui được gặp lại quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta hãy biết cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ quý ông bà anh chị em chúng con trong hội thánh, được mọi sự bình an. Trong cuộc tuần lễ vừa qua, tối nay chúng con sẽ cùng kỳ cứu lời Chúa chung với nhau, lời Chúa dạy chúng con, hướng dẫn chúng con để chúng con có lời Chúa hậu. Chúng con sống trong thời kỳ khó khăn, chúng con nhờ sức của Chúa để bước đi. Chúa thêm sức cho các cụ lớn tuổi trong hội thánh như cụ Bích, Chúa chữa lành cho bệnh cảm cụ Tranh, ông Việt, Chúa về cũng thương xót tất cả bà chị em có người lớn tuổi trong hội thánh. Chúng con cảm ơn. Con tạ Chúa và lời Ngài, xin Chúa mở mắt và lỗ tai thuộc linh chúng con. Chúa Thánh Linh dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Hôm mà từng rồi chúng ta học chưa hết cái phần cuối, nói về cái ẩn dụ, nói về ẩn dụ về tiệc cưới ở trong Matthew đoạn 22 câu 1 đến câu 14. Thì chúng ta biết cái câu chuyện ẩn dụ về tiệc cưới, thì ông Chúa kể, Chúa sự kể có một ông vua kia mà mở cái tiệc cưới ra cho con trai mình, cho nên mới sai đầy tớ đến để mà mời mời những người đến để dự tiệc. Nhưng mà đi khắp nơi để mời dự tiệc cưới, nhưng mà họ lại không màng, họ đi lo công việc làm ăn. Ông vua mới sai thì tới khác đến để nói với người đó thì để sửa soạn tiệc cưới, thì bò thịt bò rồi con này con kia mò béo để giết xong rồi giờ sẵn sàng đến mà dự tiệc cưới, nhưng mà họ cũng không có đếm xỉa đến cái việc đi đường về đi ra làm ruộng. Thì rồi sau đó thì họ mới đánh, họ mới chửi, rồi họ giết đầy tớ đi. Rồi vua mới nổi giận, bèn sai sai quân lính đi đến để mà diệt những cái người đó, là đốt phá thành. Sau đó thì ông vua ông mới sai đầy tớ lần thứ ba đến, nói là tiệc trước đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bây giờ thì cứ đi mời những người không xứng đáng đến dự đầu đường xó chợ, ở ngã tư hễ gặp người nào thì đến dự tiệc, thì coi như là bất cứ người nào cũng có quyền đến dự tiệc. Nhưng mà bữa tiệc cưới đó thì phải có mặt tấu lễ nha. Và cái phần cuối thì chúng ta thấy ông vua ông mới đến, ông thấy có một người đi vô dự tiệc cưới nhưng mà ông bằng áo lễ, cho nên ông vua ông nói hỡi nói cái người bạn cũ ơi, sao anh đến đây mà anh không có bằng áo lễ, cái người đến dự tiệc cưới em ru không trả lời. Thì ông vua ông mới kêu đầy tớ mới bắt cái anh không có bằng áo lễ thì mới đuổi ra khỏi tiệc cưới. Thì tối tay người đó lại
quăng ra ngoài. Kinh Thánh nói là nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Thì có câu 14 nói rằng bởi vì có nhiều người được gọi nhưng mà ít người được chọn. Thì chúng ta thấy ông vua ông tổ chức tiệc cưới cho con ông sai tới 3 lần, này tới đi, đi khắp nơi mời những người thân tín trước, rồi đến họ cứ lo bận rộn, rồi mời lần thứ hai nữa, thì xong họ mới đánh giết. Lần thứ ba thì tiệc đã làm xong, nhưng mà có một người lẻn vào, không có mặc áo lễ. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy mình được Chúa dạy dỗ rất là nhiều, có cái ý nghĩa rất là nhiều, cái ý nghĩa rất là hay. Cái thứ nhất là Chúa cho chúng ta có cơ hội, mà dân Israel là một cái dân mà Chúa ưu tiên nhất, mục đích Chúa đến để Chúa cứu dân Israel, nhưng mà họ đã không tin Chúa, không nhận các đấng tiên tri, ngay cả Chúa Giêsu nữa, và họ vắng bắt giết, rồi họ giết đi, rồi Chúa dùng hết người này đến người khác, ngay cả đến con một có ngày đến trong thế gian mà họ cũng từ bỏ. Cho nên Chúa mới nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43 nói: bởi vậy ta phán của các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ cắt khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả cho nước đó. Chúng ta là người không có đáng, nhưng mà Chúa là người đã chọn, Ngài bỏ dân Israel mà mày Ngài quay ra để cứu dân ngoại, trong đó có chúng ta. Và những cái người như chúng ta đã tin Chúa thì những người đó sẽ được kết quả cho Chúa. Cho nên rồi đến cái câu cuối cùng thì Chúa nói kẻ rốt đã lên đầu, kẻ đầu có lên rốt. Cho nên mình hơi cẩn thận nha, mình đừng có tự hào mình là con mục sư hay là con đậu dòng này nha, nhưng mà mình phải cẩn thận cái sự kết quả, những cái điều mà Chúa cho mình có cái ơn đặc ân. Và Chúa lại sai những đầy tớ đến cho coi như là mình không xứng đáng, và Chúa vẫn tiếp tục cho mình có cái cơ hội. Chúa cho mình có cái cơ hội hơn dân Israel rất là nhiều. Từ rồi tôi có giảng trong nhà thờ là ông Führer, ông nói chúng ta là người mà Chúa ban cho chúng ta cái niềm vui. Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đến để cứu mình, Chúa cho mình trải nghiệm những cái sự khó khăn, làm cho chúng ta chỉ có là buồn bã lâu thôi, mà chúng ta sẽ có sự vui mừng trọn vẹn. Tối thứ sáu ở nhà cầu hiệp thì tôi nói đến Thi Thiên 23, câu cuối cùng, câu số 6, Kinh Thánh tác giả nói là quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chúa chẳng những Chúa dẫn mình đi qua cái sự bình an, Chúa đưa mình đến mép nước bình tĩnh, Chúa bổ lại linh hồn mình, Chúa dẫn mình vào các lối công bình, mình ở trong Chúa được phước hạnh. Rồi Chúa cho mình trải nghiệm cái thử thách con đường của mình. Hello Chitina. Chúa cho mình trải nghiệm cái thử thách là mình cho dù có đi ngang qua trụng bóng chết, trong cái danh trưng, trong cái sự khó khăn cuộc đời này, ngay cả những người không có Chúa họ cũng gặp, chứ không phải là mình có Chúa mình mới như vậy. Nhưng mà Chúa cho mình trải nghiệm. Nhưng mà tác giả Thi Thiên nói dù cho tôi có đi qua trụng bóng chết, cho dù có đến nơi nào nguy hiểm đến đâu, nhưng mà mình không có bao giờ mình sợ, vì mình có Chúa ở cùng. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, chém tôi đầy tràn, Chúa sức dầu cho đời tôi nữa. Cho nên mình thấy cái cuộc đời của mình giống như Thi Thiên 23 tác giả nói. Rồi cuối cùng cuộc đời của mình theo Chúa là một cuộc đời được ở trong nhà Chúa giữ mình, được sung sướng, được phước, được may mắn và hưởng được tất cả forever. Trên trần gian này mình chỉ sống khoảng 100 năm thôi. Nó cuộc đời nó ngắn ngủi. Nhưng mà được ở trong Chúa là một cái danh dự vô cùng. Vì vậy cho nên ở đây Chúa cho, Chúa mở tiệc cưới, Chúa kêu gọi mình người không có đáng, mà mình trở lại mình làm con cái yêu dấu của Chúa, đó là một cái đặc ân vô cùng lớn lao với ông bà anh chị em.
giống như cái anh Messi là anh là giỏi nhất, ai cũng muốn chụp hình ảnh đó, ai cũng muốn tiếp cận. Nhưng mà mình còn giỏi hơn ảnh nữa, tại vì sao? Mình là con thiên tử, mình Chúa gọi mình là con trai, con gái, là công chúa, hoàng tử của Ngài. Rồi mình được đặc ân, mình được dự tiệc cưới, được dự tiệc cưới trên cò nữa, rồi được Chúa ban thưởng nữa. Cho nên đó là một cái điều mình rất là sung sướng vô cùng. Cho nên ở trong cái người Do Thái, họ có phước mà không được hưởng cái gì. Trong công cuộc các rêu đoạn 13 câu 45 46 đó, trong Ma-thi ơ đoạn 21 câu 43 hồi nãy tôi có nói đó, thì chúng ta thấy khi mà người Do Thái họ không có muốn nghe cái sứ điệp của Phao-lô và Ba-na-ba, thì hai người lúc đó thì hai người đến, hai người quay qua người ngoại, quý vị, quay qua người ngoại. Cho nên tôi có nghe cái cầu nguyện của chị Trương Hồng Linh từng rồi, chị cầu nguyện cầu thai đó, cầu nguyện có cái câu mà nói mà tôi rất là thích: xin Chúa dọn cho mình, dọn đất cho mình sẵn á, những cái người mà sẵn sàng nghe tin lành. Và tôi thấy mình đừng có tìm đi đâu xa cả, nhưng mà mình cứ cầu nguyện, mình chuẩn bị. Và khi mình chuẩn bị đất, quý vị biết là người cày cấy, người ta phải cuốc đất, người ta bằng cỏ, người ta phát cỏ, người ta xới, rồi người ta mới đổ nước, rồi, hoặc là đúng mùa mưa người ta mới trồng, người ta gieo hạt, đúng không? Thì mình cũng vậy. Nhưng Chúa cho mình dọn đất, mình chuẩn bị cái tấm lòng mình sẵn sàng trước đã. Và khi mình sẵn sàng rồi thì mình cầu nguyện xin Chúa chỉ mình. Mình không có cần mất thời giờ, không có cần mất thời giờ đi đâu lang thang cả. Chúa cho mình, Chúa chỉ mình cái người mà cần đến nghe tin lành, cái người đó cần Chúa hơn bao giờ, thì Chúa sẽ chỉ mình đến những người đó để mình khỏi có mất thời gian. Thì nó tốt hơn thay vì là mình đi lang thang, mình tìm người này người kia, nhưng mà cuối cùng mình không được cái gì. Cho nên thì Chúa cho mình dọn lòng, mình làm, mình chuẩn bị một cái khu đất tốt. Và tin chắc rằng Chúa sẽ cho mình có ơn để mình gieo hạt giống. Khi mình gieo hạt giống đó thì Chúa sẽ làm cho nó lớn lên, nó nảy mầm và nó kết quả. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ông Phao-lô và ông Ba-na-ba khi mà giảng đạo, người Do Thái không tin, họ chối bỏ, thì hai vị đi truyền giáo cho người ngoại, trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Nên chúng ta tạ ơn Chúa. Thì chúng ta thấy cái ẩn dụ trong câu 43 đó, cái ẩn dụ chúng ta học tiếp theo đó, cái ẩn dụ cái người thuê vườn nho, nó nói lên một cái trách nhiệm của những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo gì à? Câu 43 đó, người lãnh đạo gì? Người lãnh đạo Do Thái. Rồi mặt khác, cái ẩn dụ tiệc cưới mang đến cái lời mời gì cô Trinh? Dạ, lời mời dân ngoại. Lời mời dân ngoại, có nhất là nói đến người lãnh đạo Do Thái từ chối Chúa, từ chối sự cứu rỗi của Chúa. Rồi Chúa cho, Chúa tiệc cưới cũng nói đến cái lời mời dân ngoại. Cho nên thật ra chúng ta giảng tin lành cũng rất là khó nếu mà chúng ta không có nhờ Đức Thánh Linh sức dầu mình khó mà kiên nhẫn, là mình chán. Vì họ thông tin, họ còn phỉ báng nữa, họ còn ghét mình nữa. Mình nói là Chúa, họ còn ghét mình. Chúa giúp cho mình, giúp mình giống như là Chúa cũng có giới hạn thôi quý vị. Ở đây mình coi, mình nghe Chúa Giêsu kể câu chuyện về tiệc cưới, Chúa cũng có cái giới hạn của Chúa, có cái limit. Chứ không phải là Chúa nói là Chúa cứ chờ đợi để mọi người đều ăn năn, Chúa không đến, không trở lại thế gian này mau chóng, thì Chúa còn kiên nhẫn thôi. Nhưng mà Chúa cũng có cái limit của Chúa. Chúa phải có thời điểm hả? Thời điểm, cái limit của Chúa, chứ không phải Chúa chào mình hoài. Quý vị, Chúa không chào mình hoài. Trong cái tiệc cưới này Chúa không chào mình hoài. Chúa cho mình có ba cái cơ hội. Chúa sai ba người đầy tớ. Người tớ thứ nhất đến
họ đuổi đi người thứ tới thứ hai, hay lô chị tục. Thứ hai là họ đến họ nói họ bận làm ăn rồi họ giết luôn, rồi Chúa sai cái đầy tớ thứ ba là đi ra mời đầu đường xó chợ, đầu trâu mặt ngựa gì. Sẵn tiệc cưới sẵn sàng này, mời hết. Cho nên Chúa cho mình ba giai đoạn, mình nếu mà mình hết cái giai đoạn đó rồi mình có cái anh chàng mà đi vô dự tiệc cưới mà không bằng áo lễ, đi coi như là cũng có thể là ảnh nói ô tôi mà người sống thánh thiện rồi, tôi ăn chay ép xác rồi, tôi cũng đâu có cần mà bằng áo lễ làm gì, tôi chắc cũng tự mình được, nhưng mà không được với bạn vậy. Tôi nói bạch tin Chúa Giêsu và người và cả nhà người mà cứu, ngoài Chúa Giêsu không có sự cứu rỗi, thì không tự từng đời tôi nói là chỉ có trong Chúa Giêsu mình có mới có sự cứu rỗi thôi. Ngoài Chúa Giêsu không có đấng nào sẽ cứu mình đó. Thì amen không? Ngoài Chúa Giêsu không có đấng nào ban cho mình sự sống đời đời cả. Cho nên là ở trong tiệc cưới là phải bằng áo lễ thôi. Cái đó một cái vinh hạnh mà Chúa kêu mình nói đến ngày cuối cùng đó. Đến ngày cuối cùng thì mình phải đối diện với Chúa, mình phải gặp Chúa. Khi mình gặp Chúa rồi đó là mình phải giữ cho cái áo của mình tinh sạch luôn luôn, cái tinh sạch luôn luôn. Cho nên cái bước thứ ba thì chúng ta thấy đó là cái khi mình đi cưới, nói đến cái bước vào nước của Đức Chúa Trời, nói đến là bước vào nước Đức Chúa Trời và mình tin Chúa đó. Rồi tôi có nhắc đó, Paul Lô nói nếu mà mình tin Chúa chỉ thưởng ngoài cái sự cứu rỗi mà chỉ 100 năm lời này thì ông Paul Lô nói khốn nạn trúc bịch. Theo Chúa nó mất công, nếu mà chỉ có 100 năm đời này chỉ hưởng được cái thế gian vật chất giống như bao nhiêu người khác thì nó thiệt thòi, nó khốn nạn. Cho nên mình không phải chỉ hưởng 100 năm ở trần gian này, nhưng mà mình còn phải hưởng đời đời. Tác giả Thi Thiên nói được ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, forever, mãi mãi, trọn đời, đời này qua đời kia. Vì vậy cho nên ở đây mình bước vào nước Đức Chúa Trời, mình được tiệc cưới chiên con. Chúa Giêsu nói ở trong cái đêm tiệc thánh đó, Chúa thiết lập lại tiệc thánh đó. Chúa nói hôm nay tại vì uống nước nho này lần cuối, nhưng mà ta sẽ dự cái tiệc cưới chiên con, sẽ uống nước nho ở trên nước thiên đàng. Trong cái quyền luôn nhắc đến mình sẽ dự tiệc cưới chuyện con, quý vị. Mà mình là cụ dâu, mình hình bóng mà Chúa là chẳng rễ hội thánh của Chúa. Đến ngày đó cho nên quý vị thấy là Chúa mới cho mình trải nghiệm cái sự thử thách khó khăn ở trần gian này. Thi Thiên 23 mình thấy không? Hôm trước mình chỉ học cầu một câu thôi, nhà cầu hiệp đó. Thì mình thấy mình thấy là tác giả Thi Thiên nói là Đức Giê-hô-va đã cho chữ tôi hả? Tôi trẻ tặng thiếu thốn cái gì hả? À, đồng Chúa đâu thiếu thốn đâu. Ngài khiến tôi an nghỉ tại đồng cỏ tươi, dẫn tôi với nước. Chúa dẫn mình đi. Mình trải nghiệm, mình đi, mình enjoy Chúa, mình vui sướng, mình nghỉ, mình stress, mình bình an với Chúa. Nhưng mà nó đùng cái nó cũng có những cái khó khăn, thử thách. Có thể ngay sự bệnh tật, sự chết nó sẽ dướng dẫn mình ở trên thần này này. Chúa sẽ dẫn mình đi qua cái trũng bóng chết đó. Rồi mình mới kinh nghiệm được cái hành trình đi với Chúa. Rồi mình kinh nghiệm Chúa xích dầu mình, Chúa ban phước mình. Ngay cả những kẻ thù nghịch mình, nó cười chê mình. Nhưng mà thấy Chúa ban phước cho mình trước mặt những người đó. Để mình thấy Chúa đấng bao phủ, gìn giữ, chăm sóc mình.
mình trọn đời ở trong Chúa. Cái nên cho nên khi mà mình đi với Chúa, mình thấy nó phước hạnh, nó có những cái thăng trầm, nhưng mà Chúa luôn luôn hứa Chúa sẽ ở cùng ban phước cho mình. Rồi đến cái cuối cái chặng đường đó, cuối 100 năm đó đi, thì mình sẽ gặp Chúa, mình ở với Chúa mãi mãi. Chúng Chúa không? Thấy phước hạnh không? Mình bước được vào nước thiên đàng, mình được dự tiệc cưới, mình được bận cái áo lễ, mình được Chúa khen để tới trung tín, thấy sung sướng không? Thấy phước hạnh vô cùng. Cho nên từng rồi tôi nói với ông bà anh chị em bài giảng Phi Rơ đó, sự cứu rỗi chỉ trong lòng Chúa Đấng Christ thôi đó. Phi Rơ ông nói mình phải trải nghiệm, mình vàng, ông nói là vàng phải được trôi luyện, thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã ít lâu, buồn bã chút thôi, ít lâu thôi, nhưng mà rồi Chúa đem đến cho mình sự vui mừng. Vàng không hay hư nát, vàng sẽ được thử lửa, mà vàng bằng rồng 9999 là nó bán mắc tiền lắm, phải không? Giờ hồi xưa cây vàng 300 mấy đồng, hồi lâu mới qua cách đây 3 mấy năm, tập 90 có 350 à, mà giờ cây vàng lên tới 2400. Lý do tại sao mà nó mắc vậy quý vị? Đồng tiền nó mất giá, nhưng mà vàng lúc nào nó cũng mất, tại vì nó có giá trị. Mà Chúa, ông Phi-rô nói mình được thử như vậy đó, mình trải nghiệm, mình đi với Chúa, cho nên mình đừng có lo. Nếu mà có thử thách, có ngay cả cái trụng bóng chết nữa mình cũng không lo, tại vì Chúa muốn thử mình, Chúa muốn thử nghiệm mình, cái đức tin của mình. Vàng hư nát, vàng không hay hư nát, dầu phải thử lửa xanh người khen tôn trọng cho đến khi Chúa Giêsu tái lâm, Chúa Giêsu tái lâm. Peter nói vậy. Cho nên mình phải vui mừng gì đó. Hôm nay anh em chịu buồn bã lâu rồi, rồi những ngày tới chúng ta sẽ vui mừng, chúng ta sẽ được phước, được sự vui mừng không kể xiết. Ông Peter nói mình sẽ được sự vui mừng. Sự vui mừng đó là sao? Không kể xiết. Cho nên quý ông bà thì em thấy ông còn nói gì nữa? Buồn bã lâu hầu cho sự thử thách đức tin em vàng hay nát, dầu đã bị thử lửa sẽ người khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đấng Christ hiện ra, Chúa trả lại quý vị. Rồi ông nói gì đó, câu 8, Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến, dù bây giờ anh em không thấy Ngài vẫn tin Ngài và vui mừng lắm một cách không chia kể, vinh hiển nhận được phần thưởng về đức tin anh em và sự cứu rỗi cho linh hồn mình. Wow, sung sướng quá. Cho nên mình đã được sự cứu rỗi rồi quý vị, mình phải rao giảng tin lành quý vị. Đó là cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta, không phải chỉ có một sư, trách nhiệm mỗi con cái dân của Chúa. Chúa kêu mình cứ đi ra đầu đường xó sợ, cứ mời đi. Nhất là mình mời những anh em, gia đình, những người thân của mình trước. Xin Chúa cho mình đã có cái tấm lòng, rồi mình chuẩn bị làm một cái miếng đất tốt, rồi bắt đầu mình sẽ gieo, bắt đầu mình gieo cái gì. Tại đây Chúa cho mình cái cơ hội, Chúa kêu mình cứ đi mời đi. Nhưng mà tôi nói cái thời hạn của Chúa có giới hạn nha quý vị, đừng có để mất cơ hội. Và mình cũng nói với họ, mình cũng nói quý ông bà chị em cũng nên nói với họ là Chúa có thời hạn, chứ không phải Chúa chào hoài. Có thời hạn. Và cái cách mình, cái cách mà họ đối xử với mình kể họ, họ sẽ, Chúa sẽ có cách với họ. Nhưng mà cái bổn phận của mình làm y như các đôi tớ của ông vua này. Ông vua kêu mình đi làm, mình rao giảng tin lành, mình làm chứng, mình cứ đi. Còn cái chuyện mà ông vua ông xử những người mà đối xử với mình, phản hồi với mình, phản biện với mình, những người mà là đối xử với mình, thì cái đó để ông vua ông xử. Còn mình á, cứ vân phục Chúa, cứ nghe, mình là đầy tớ ngay lành và trung tín với Chúa, mình cứ làm cái việc của Ngài giao cho mình trách nhiệm.
đến ngày cuối cùng mà mình gặp Chúa, quý ông bà anh chị em, mình thấy nó thỏ lòng. Lúc mình nhắm mắt Chúa sẽ đón mình, đón mình vào nước thiên đàng. Lúc đó mình sẽ gặp Chúa, giống như Phao-lô nói, ta đã đánh trận rất lắm, đã xong cuộc chạy, đã giữ vững được đức tin. Và hiện nay mẫu tiểu thiên minh hiển sẽ dành sẵn cho ta và những thánh, cho những người yêu mến Chúa. Nguyện mà anh chị em ngày đó mình thấy nó sung sướng vô cùng. Thì ở trong cái bài này chúng ta thấy cái ẩn dụ này nó liên quan đến gì cô Tranh? Thứ nhất, ẩn dụ này, cái bài này liên quan đến nước cho thải mà thôi, hay là liên quan đến câu số 44 đó. Trong bài này ẩn dụ nào nó liên quan với nước do thải mà thôi? Dạ, nước do thải mà thôi là những người thuê vườn nho. Ok, nói những người thuê vườn nho thì mình thuê vườn nho mình phải làm có kết quả chứ quý vị, đừng có cướp vườn nho. Có cướp vườn nho quýnh đầy tớ, giết đầy tớ rồi và cái đó mình trôi mạng rồi á. Cho nên mình, Chúa sẽ tìm cái người trung tín, Chúa sẽ giao việc quý vị. Những người mà không trung tín không bao giờ được Chúa giao việc. Quý vị cứ nghĩ đây, những người trong nhà thờ, những người đàng hoàng kính yêu Chúa thì sẽ được Chúa nâng lên, Chúa giao cái công việc đó cho. Còn những người mà không có trung tín thì không bao giờ. Ngay cả đây cũng vậy, Chúa giao cho những người trung tín, Chúa không giao cho những kẻ ác. Kẻ ác rồi Kinh Thánh nói thì đi mới dứt, là kẻ ác rồi bị diệt vong, đúng không? Chúa đâu có giao cho những người mà không trung tín đâu. Nó giống như mà đầu tư mà giao cho nó tiền cho nó, mà nó lấy nó tham nhũng, nó lấy nó hết sao? Chúa không giao. Con người mà người ta còn biết tính toán vậy, chi là người là cần cái chữ tính trong hội thánh vậy. Kinh Thánh Chúa sẽ giao cho những người trung tín. Quý vị cứ trung tín với Chúa đi, Chúa sẽ giao cho quý vị làm việc lớn. Khó Chúa ban cho những người một tà lân, hai tà lân, ba tà lân, bốn tà lân, mà người nào mà trung tín thì Chúa sẽ giao việc lớn hơn. Cho nên trước nhất chúng ta trung tín với Chúa. Chúa cũng khao mình đi về Chúa chứ nói mình là trung tín cho đến chết thôi, đúng không? Mình trung tín với Chúa thì Chúa sẽ giao cho mình. Ở đây thì cái ý nghĩa chúng ta thấy cái vườn nho, ông chủ cũng giao vườn nho cho nhưng mình kẻ không trung tín thì đuổi thôi, bị đi vào khóc lóc khăn này. Chúa sẽ giao cho những người người trung tín để mà làm cho có kết quả. Rồi cái sự truyền bá tin lành cho mọi nước mọi dân hay là chỉ có người Do Thái mới được hưởng thôi? Mọi dân nói là đến đây tiệc cưới. Tiệc cưới này là tiệc cưới là Chúa cho ba lần Chúa cho cơ hội, đúng không? Ba lần sai đầy tớ đi lớn, alo ngày mai sẽ có tiệc cưới, giờ bò đó mừng thật không, rồi giờ mời đến ăn phi. Phi nghe phi sướng, ở mình Mỹ là nghe phi ớn thấy bà. Nhưng mà này thì cưới có vua và con của vua thì dĩ nhiên là ăn phi là sung sướng lắm à, không? Hãnh diện lắm, mình muốn gặp vua nữa, muốn gặp hoàng tử, muốn gặp công chúa, gặp sung sướng lắm. Đến mà coi như event mà sung sướng, chỗ đó là chỗ mà oai nghi và sang trọng, được mời sung sướng, không? Mà mình không chịu thôi, còn nói thôi tôi mắc bận đi làm, đi cài, đi lầm rộn thôi. Ổn quá. Chúa sai đến lần thứ hai, lần thứ ba không ai chịu đi hết. Chúa kêu đầy tớ đi ra đầu đường xó chợ, đầu trâu mặt ngựa gì cũng mời vô hết cho dự tiệc cưới. Cho nên nước thiên đàng giống như tiệc cưới, Chúa cho chúng ta có cơ hội, Chúa mời tất cả mọi người. Ai tin thì được sự sống đời đời, còn không tin bị định tội. Chúa thương thế gian, Chúa thương bằng nhau. Nhưng mà nếu mình là con cái Chúa thì Chúa thương nhiều hơn, đúng không? Chúa thương thế gian tại vì họ là cũng là con cái Chúa nhưng mà họ bị hư mất. Họ giờ họ bị ma quỷ cần trô, thờ ma lại quỷ rồi. Nên
cầu nguyện. Chúa đã lên đầy dẫy mình để mình nhân danh Chúa để mình giải thoát. Tại vì Chúa nói là mỗi người Chúa cho mình có chìa khóa của nước thiên đàng, giống như Chúa nói với ông Phi-e-rơ, Chúa cho mình mở cửa thiên đàng. Chúa nói mình cầu nguyện, mình mở cửa dưới đất rồi Chúa sẽ mở cho để nước thiên đàng được dinh hiển. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, xin Chúa cho mình có ơn để mình đi mình vâng theo Chúa, giống như các đại tớ này. Chúa nói hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta ở trong Ma-thi-ơ 8. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy dâng danh Đức Cha, Đức Con mà làm lễ bắt đem họ, dạy họ giữ hết cả mọi điều ta thường dạy con người, này ta thường dạy con các người luôn cho đến tận thế. Chúa ban cho mình cái năng quyền đó. Chúa nói Chúa sẽ ở cùng mình luôn cho đến tận thế. Chúa đồng công cộng tác, quý vị thấy có những cái sứ đồ ngày xưa Chúa trời đồng công cộng tác. Cho nên hội thánh mình cũng vậy. Chúa đã dẫn mình đi 29 năm rồi. Tôi tin chắc rằng Chúa cũng sẽ tiếp tục dẫn hội thánh đi trên đoạn đường tiếp tục. Và đây là hội thánh của Đức Chúa Trời. Các tôi tới Chúa trước đã xây dựng đến chúng ta tiếp nối, chúng ta cứ tiếp tục. Chúa nói một hoặc hai ba người mà thân nhau dưới đất mà kêu cầu ta thì cũng có Chúa ở giữa. Cho nên cái số lượng nó không quan trọng, mà cái tâm lòng của chúng ta có tung tính với Chúa để mang sứ đẹp rao giảng tin lành, để xây dựng hội thánh, xây dựng đức tin anh em cho đến khi gặp Chúa hay không, đó mới quan trọng. Mình Chúa giao, Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa sẽ ban phước và ở cùng chúng ta. Thì cái sự truyền bá tin lành cho mọi nước mọi dân, vì vậy cho nên không có phân biệt một người dân tộc nào, ai cũng là con cái Chúa. Mặc dầu là có họ ảnh hưởng như Africa thì mặt trời nóng quá cho nên ta màu da nó thay đổi đó, cho nên đó là ở châu Âu với châu Mỹ thì nó lạnh quá cho nên nó không có nắng nhiều, cho nên người ta da trắng hơn. Còn ở châu mình nắng vừa vừa thì nắng mưa cho nên nó là da vàng. À, quý vị thấy không? Ở Phi Châu với Ấn Độ nóng dữ lắm cho nên nó da màu đen hơn. Tôi nghĩ đơn giản vậy thôi. Còn bên Mỹ lạnh quá, có 6 tháng nắng, 6 tháng mùa hè, 6 tháng mùa đông cho nên họ trắng là đúng à. Chúa công bằng lắm. Nhưng mà chúng ta cảm những người đó được phải cần được rao giảng tin lành, bất cứ là người nào, già mau nào, không có phân biệt. Chúa cứu hết tất cả mọi người. Nhưng mà cái trách nhiệm mà tin hay không, họ từ chối tin lành hay không là quyền của họ. Chúa sai mình đi thì mình cứ vâng lời, giống như các tôi tớ của vua này. Như vậy thì chúng ta thấy trong một số khách đến dự tiệc thì bị quăng ra ngoài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 13, 11 đến câu 13, Kinh Thánh nói gì? Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao người vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đệ tớ rằng: hãy trói tay cho nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, và nơi đó có khóc lóc vang lên. Đây là cái hình phạt ngày cuối cùng. Người này thiếu cái gì? Cô Bích? Thiếu áo trong tiệc cưới. Thiếu cái áo ở trong tiệc cưới. Tiệc cưới phải có áo không cái gì? Bằng đồng phục. Nhiều khi mình bận áo kiểu, áo này, áo kia, rồi nó tùm lum. Nó đẹp thiệt, nhưng mà tùy theo sở thích. Như nếu mà mình bận cùng chung một cái áo đồng phục đó, thì nó cũng đẹp theo kiểu đó. Chứ mình không đồng phục. Nhưng mà khỏi phân biệt, nhiều khi người nghèo với người giàu bận cái áo lễ không có phân biệt. Nó rất là đẹp. Quý vị thấy những cái chương trình hội đồng hay là một cái ban hát lễ hoặc bằng áo lễ rất là đẹp không? Đẹp. Thì ở đây tiệc cưới cần có áo lễ, mà cái anh này đi vô dự tiệc cưới thì không có bằng áo lễ, thiếu áo lễ. Thật thú vị để đối chiếu câu này khi mà Khải Huyền đoạn 10, 19
quyền đoạn 19 câu 8 á. Thánh nói vậy. Đã cho người được mặc áo sáng láng, tinh sạch bằng vải ra mình, vải gai mình, tức là công việc, công bình của các thánh đồ. Trong khải quyền, trong 19 câu 8. Trong câu đó, vải gai mịn mà cô dâu cho chiên con là hội thánh mặc đến dự tiệc cưới chính là cái diễn gì? Gì cơ chứ? Cái gì? Câu số 46 đó. Câu A đó. Đâu đâu, câu C, câu 46 đó. Những gì? Những gì? Để cưới chính là công bình đó. Hội thánh phải có sự công bình, tại vì Chúa nói nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời với sự công bình mà, đúng không? Righteousness, trước nhất phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình, mình phải tìm cái sự công bình trước, tìm nước Chúa trước, mà hội thánh Chúa là phải có công bình, ngay thẳng công bình. Chúa thánh Chúa đâu có bậy bạ được, đúng không? Thứ hai đó, hội thánh Chúa là gì? Công bình để gì nữa? Thân công bình của các thánh đồ. Công bình của các thánh đồ. Công bình. Của các thánh đồ. Công bình. Rồi. Cái điều này giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của áo trong tiệc cưới được nói đến trong cái ẩn dụ. Những chiếc áo đó được tượng trưng cho đời sống gì? Đời sống công bình. Công bình. Tín hữu phải sống, hoặc là chúng ta học được từ cây vả và tượng trưng cho gì? Kết quả. Tượng trưng cho kết quả. Của tín hữu. Đúng không? Quả mà tín hữu phải sinh ra. Thứ nhất mình á, theo Chúa mình có hai cái điều mình phải cần làm ở trong bài học này. Phải sống công chính, ngay thẳng. Đừng có gian dối, mình là con thấy Chúa, mình phải ngay thẳng với ông bà vậy. Cho dù mình có thiệt. Và Chúa bình vực những người công bình. Chúa không bình vực những kẻ gian dối. Có thể mình là gian dối, mình làm mình bây giờ mình thấy lợi đó, nhưng mà cuối cùng là mình mất trắng. Nếu mà mình sống công bình, có thể ngày hôm nay người ta sẽ cười chê mình, nói tại sao mình dại, nhưng mà Chúa lại bình vực mình. Hội thánh Chúa phải là công bình, hội thánh Chúa phải kết quả. Vì ở đây kinh thánh nói: bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho muôn dân khác, là dân sẽ có kết quả cho nước đó. Chúa chọn mình để đi có kết quả như quý vị. Và trái công bình của mình luôn luôn đậu luôn. Luôn luôn đậu, luôn luôn kết quả. Mà bởi ai làm được? Đức Thánh Linh giúp cho mình. Kinh Thánh nói trong Philip đoạn 4 câu 11 có gì phải không? Tôi làm được mọi sự, đoạn 4 câu 13, tôi đọc lại. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng mang thêm sức cho tôi nha quý vị. Đoạn 4 câu 13. Phaolô nói gì? Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Amen. Amen. Chúa sẽ giúp mình có cái kết quả. Thứ nhất là mình phải công bình. Sống ngay thẳng với gì? Sống ngay thẳng đi. Tôi nhớ hồi lúc kinh tế khó khăn quá vậy. Tôi mua cái nhà. Đào hết nhiều tiền đó. Mấy người kia nói một sư mở equity ra lấy tiền. Tôi nói mở lấy tiền làm gì?
mình lúc đó mình cũng biết lấy tiền gì, người ta mua nhà zero down cái gì, người ta mở lúc đó nhà lên mốc 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 2006, người ta lấy tiền ra quăng nhà, người ta trốn nợ, người ta chạy. Ngay cả có những mục sư ở trong dù cũng làm vậy quý vị. Tôi biết mấy người, tôi không muốn nói tên quý vị. Dục nhà lấy tiền, nhà băng, để chạy, rồi là cứng nợ. Tôi nói đó, là, làm cái đó là bậy không đúng. Tại vì mình mượn nhà băng này, nhà băng này nó cho mình mượn nợ, giống như có sổ đỏ, lấy sổ đỏ giờ nó phải lấy nhà phải không? Nhưng mà cái tiền đó đâu phải cái tiền đó mình phải mình mượn, mình ký mình mượn mà, chứ đâu phải tiền đó mình ấy đâu. Mình phải trả chứ, mình mượn nợ mình ký vô là mình phải trả, mình không có giật nợ người ta được. Họ giật quý vị, họ giật, cuối cùng mất nhà, bad credit. Mấy người kia nói tại sao tôi không lấy bảo giá siêu tì lại, nó lấy làm gì, cuối cùng nhà xuống mốc luôn. Rồi có người kêu một dân làm này làm kia refinance, mình cũng refinance được. Tại lúc đó nó có hai cái hãng Chase Mát chỉ một cái hãng gì á, thì tao refinance được. Còn mình nằm ở trong cái hãng mình như Chase Mortgage gì nó không cho. Với cái mortgage nó cái nợ á, mua cái nhà mượn 430 ngàn mà trả 7 năm rồi nó vẫn còn, nó xuống được có 30 ngàn quý vị. Vẫn còn bốn cái nhà nó xuống mốc luôn, xuống mốc còn có 307 cho đèn cao, nhà cao lên nhà nó xuống hết nữa, thế đâu có refinance được, đâu có cash đâu refinance đâu. Người kia chỉ này chỉ kia, tôi cũng có anh kia cũng bài đưa luật sư rồi đưa tiền nó, đưa nó tiền 1.500-3.000 gì đó, nó lấy luôn cái gì không trả. Mình cũng bị gạt, nó không refinance được, cuối cùng trốn luôn. Thế anh đó, anh giới thiệu, ông nó mục sư đại hàn nữa. Tôi thấy, tôi không biết cái mục sư gì, lừa gạt tôi mấy ngàn luôn. Cuối cùng anh đó cũng tỉnh bơ, đưa tiền cho anh đưa cho, không biết đưa cho nào hay là sao. Cuối cùng mất hết, cuối cùng cũng không refinance được. Thế tôi nói với nhà tôi thôi, giờ mình cũng... người ta cũng bài này kia refinance, cuối cùng mình đâu có refinance, tại vì cái nhà nó đâu còn khác nữa đâu refinance, chứ mình cũng không có trong cái diện gì hết á. Cuối cùng nó mình nói thôi cứ cầu nguyện Chúa sống ngay thẳng đi, kệ nó tới đâu hay tới đó, mà cảm ơn Chúa mình vẫn còn có việc làm, vẫn còn trả tiền nhà được. Còn cuối cùng mấy người mà lừa gạt quá vậy, người bạc chính phủ lấy tiền FDT rồi ra về Việt Nam mua đất rồi bị gạt hết, nhà mất hết, buông hết. Cuối cùng chờ đợi cho đến năm 2013 quý vị, Chúa mở ra nhà tự nhiên lên, mình có cát đó, nó cho mình refinance. Mà lúc đó refinance chấm thật là rẻ luôn quý vị, còn 3.125 thôi. Thay vì mình đi 30 năm, giờ mình đi 15 năm. Tôi xây được lúc đó đã 22 năm, đã 7 năm rồi còn 22 năm. Mà... giờ trả 15 năm xây được 7 năm. 7 năm là 270 ngàn. Xây được 270 ngàn. Mà hồi xưa trả 2007 chưa thế. Mà bây giờ refinance có 15 năm mà trả có 2.750 cũng vậy. Hơn có 50 đô thôi. Mà trả có 15 năm mà hơn có 50 đô. Quý vị thấy cảm Chúa không? Tôi nói là mình cứ sống ngay thẳng đi, rồi Chúa sẽ mở đường, Chúa sẽ mở đường cho mình, Chúa sẽ tiếp trợ cho mình, quả thật như vậy. Giờ nhà tôi không phải khỏe, tôi còn 6 năm nữa thôi, 6 năm nữa, lúc đó tôi 58 tuổi là trả xong rồi, trả xong nợ luôn á. Nên mình cảm ơn Chúa quý vị, giờ có 300 mấy, giờ quý vị biết nhà lên 700 rồi quý vị. Mình thấy Chúa, mình sống ngay thẳng quý vị. Đó là một cái điều mình muốn kể cho quý vị. Khi mà mình phải chờ đợi Chúa, mình sống ngay thẳng. Còn mấy người kia ha, lấy tiền nhà cuối cùng mất hết. Đầu tư Việt Nam bị giật được kia cũng còn vậy đó. Cuối cùng không có được cái gì cả. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mình còn cái Chúa, mình phải sống ngay thẳng. Đạo thánh của Chúa. Rồi mình phải sống làm kết quả cho Chúa,
nhờ sức của Chúa. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy câu 48, cửa vào tiệc cưới không bị tra sót vì chỉ bởi ân điển chúng ta đều được mời, cả người tốt lẫn xấu. Không, câu số 10, nhưng đời sống người xưng mình nhận lời mời sẽ không phải là không có kiểm soát. Vua sẽ tra xét rất nghiêm ngặt những người sau khi nhận lời mời mà thấy còn mặc áo ô uế. Áo ô uế, câu 13 đến câu 19. Nhưng đã thấy trong câu 14, nhiều người được gì? Được mời. Nhiều người được mời, ok. Nhưng nếu tuyên bố là thành viên nước trời không sống công bình, một ngày kia họ sẽ không khám phá ra họ không thuộc về số người gì? Người được chọn. Được gọi, được mời, được gọi nha. Được mời, được gọi, được mời, được chọn, đúng không? Ok. Yeah. Cái thứ nhất á, là được mời, là được gọi. Cái thứ hai là được chọn. Mời, gọi, được chọn, hai cái quan trọng. Được mời nhưng mà không có được chọn, cho nên Chúa nói cả rốt cả nên đầu, cả đầu cả nên rốt, mình nên cẩn thận vấn đề này. Cho nên xin Chúa giúp mình để mình sống ngay thẳng, sống công bình, công chính, hoặc làm có kết quả cho danh Chúa, rồi ngay đến Chúa trở lại là Chúa xét đoán rất là công bình, Chúa đấng công bình mà. Như vậy cái áo mặc ở trong tiệc cưới làm biểu tượng cho cái điều gì ở trong cái ẩn dụ tiệc cưới? Cô biết, cô Trạch, cô 49 đó. Ẩn dụ trong tiệc cưới là đời sống công bình. Đời sống công bình nghĩ chưa? Đời sống công bình. Phải sống công bình như vậy. Mình sống công bình trước sau như một, để dành Chúa được vinh hiển. Người ta ma quỷ nó cũng bắt bẻ mình được. Còn mình sống hai mặt có cái gì, mình phải giấu, mình phải tính toán, mình tính nước cờ, cuối cùng nó cũng bị lộ. Nhưng nếu mà quý vị ông bạn chị em sống ngay thẳng, một với một, hai nói hai, là mình không cần nằm xuống là ngủ ngon. Nằm xuống ngủ ngon rồi mình, Chúa cũng ban phước cho mình, Chúa cũng đẹp lòng, khỏi nứt dứt đầu đó, rồi người ta cũng nể mình đó. Còn mình ba xạo hay là mình nói dối á, mình láo á, từ từ họ cũng biết, họ cũng lánh xa mình, mà Chúa cũng không đẹp lòng. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 á, câu 33 đó, câu 32, câu 33, câu 32, ở đây sao? 21 câu 33 hả? Yeah, 21 câu 33 Ma-thi-ơ. Hãy nghe lời ví dụ, đúng không? Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho bướm và đi qua xứ khác. Cái câu này á, qua cái câu chuyện, trả lại cái câu chuyện nhà ông trồng vườn nho, thì ông chủ vườn nho nói lên cái ẩn dụ những người thuê, người thuê vườn nho làm mọi điều cần thiết để chuẩn bị, để chuẩn bị đào hầm, xây nhà, máy ép rượu nè, cắt cái tháp nè, rồi cho những kẻ, chuẩn bị hết cho những kẻ thuê mướn. Những cái điều cần thiết ổng làm đầy đủ, đảm bảo cho cái vườn nho của mình. Để làm gì? Để có kết quả. Kết quả, xin lại, đúng không? Dạ.
kết quả sinh lời. Cái người đầu tư á, luôn luôn muốn sinh lời. Chúa luôn luôn, Chúa đầu tư mình trên đất. Chúa nói mà lúc mà con ở trên đất 5 năm con làm gì đó, mình sẽ trả lời Chúa sao? Con ở dưới đất Chúa cho con có cơ hội mà, con làm gì? Con muốn danh, con nổi danh hay là con muốn danh Chúa được vinh hiển, hay là vì danh Chúa, vì hội thánh, là con vì danh của con? Thì cái lòng tự ái của mình gây rối phá hội thánh, gây làm cho hội thánh coi như là gây chia rẽ. Mình vì cái danh mình hay là danh Chúa? Cho nên Chúa muốn mình làm gì cũng danh Chúa được vinh hiển. Những người mà làm theo sách thật làm thì cuối cùng còn được. Tôi thấy cuộc đời tôi 52 tuổi, tôi nhìn thấy nó ê chề lắm, mình thấy họ làm nó bẩn, thấy mà mình thấy cuối đời cuối mình Chúa cho mình thấy cuộc đời, nhìn thấy cuộc đời coi như là nó không có gì, kiểu gì đánh chạy bây giờ đánh gió cuối cùng sụp đổ hết quý vị. Chúa cho mình thấy trước mắt, Chúa dạy mình những cái tấm gương như vậy, mình thấy nó ảo quyền. Từng tuổi này thấy những cái đó, những cái danh vọng, những cái mà họ làm, thấy nó là ảo quyền, không có đâu, nó không có một cái giá trị gì đời đời gì cả. Cho nên mình cũng cảm ơn Chúa, cho đến ngày hôm nay Chúa giữ mình không bị vướng vào những cái ảo quyền giống như họ là. Trong Ê-sai đoạn 5 câu 4 đó, tiên tri tuyên bố Chúa làm gì? Cô Bích. Dạ, làm hết mọi điều. Chúa làm hết mọi điều. Mọi điều. Có thể bảo đảm vườn nho Israel được kết quả. Chúa bảo đảm mọi điều. Chúa đấng quyền năng, Chúa sẽ làm được mọi sự mà mình đi theo Chúa, mà mình cứ tin vào thế gian, mình tin vào con người, bạn bè, coi như là mối quan hệ thì thất bại. Tin vào Chúa đấng tuyệt đối quyền năng, vô sở bất tị, vô sở bất lại, vô sở bất năng, đấng biết mọi sự, đấng nắm giữ tương lai mà. Ê-sai 40, Chúa nói gì đọc Ê-sai 40. Đấng quyền năng, không có ai biết, không ai dò. Chúa sẽ thêm sức mạnh cho những người yếu đuối. Nêm năng lực, người ngã lòng. Chúa làm vượt mọi sự. Chúa đấng quyền năng. Chúa sẽ giúp cho quý ông bà và em sẽ có kết quả, danh Chúa được vinh hiển. Mỗi người Chúa có cái phần hết quý ông bà và em. Mỗi người không ai giống ai, cho nên mỗi người có cái phần, chỉ có Chúa biết thôi, và người đó biết. Cho nên Chúa của chúng ta luôn luôn cung cấp mọi sự để chúng ta có thể thực hiện mạng lệnh của Ngài truyền. Trong lấn rít Ngài đã ban cho mọi điều chúng ta cần để mà có thể xin kết quả của đời sống công nghĩa là vui lòng Ngài. Theo văn đoạn 15 đó, Ngài ơ bớt của cả văn đó, văn đoạn 15, ở đây,
Câu 5. Câu 5 nói gì? Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì lanh ra lắm trái. Ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Vậy mình cứ nghĩ cái câu kinh thánh này, Chúa nói vậy á. Giờ còn làm gì nữa? Bơi làm gì? Tự hào làm gì? Sức mình làm gì? Mình cuối cùng mình cũng công giả tràng xa cách biển đông thôi. Cũng tới đâu. Mình cố gắng đến đâu cũng vậy thôi. Cho nên nó biết ngoài Chúa mình không làm gì được. Chúa nói mình phải gắn liền với Chúa, giống như gốc nho, gắn nho, gắn liền gốc nho. Mà cứ gắn liền với Chúa luôn luôn thì quý vị sẽ được nhận nhựa sánh. Quý vị sẽ được tiếp trợ. Thánh Linh Chúa sẽ giúp đỡ. Chúa sẽ cho mình trái, mình được đậu luôn. Còn nếu mà mình đi ra ngoài Chúa thì Chúa nói ngoài ta các ngươi chẳng làm được, mày bơi đi. Cho mày bơi đó. Bơi hồi mày cũng chìm mà. Chúa thả phao xuống vớt mình thôi. Càng dễ dụa là mình chết thôi. Cho nên mình hầu vị Chúa, hầu sức của Chúa nó khỏe, nó vui vẻ, quý ông bà anh chị em. Hầu thánh của Chúa, Chúa sẽ lo, Chúa sẽ cái cách của Chúa, có cách. Mình cứ làm hết công việc, yêu mến Chúa, lo cho bài chiên Chúa, giảng đạo, bất thận gặp thời không gặp thời. Còn cái kết quả để cho Chúa, chuyện đó của Chúa, Chúa sẽ giúp cho mình. Cứ ở trong Chúa, đời sống mình sẽ thọ vui. Như vậy thì dân đồng 15 câu 5 chúng ta phải đáp ứng điều kiện nào để mình kết quả? Cô Bích, câu Trần. Dạ, cứ ở trong Chúa Giê-xu. Cứ ở trong Chúa Giê-xu thôi. Cứ ở trong Chúa. Mình ở trong Chúa mình có sự bình an. Chúa nói ta dạ, sẽ ở cùng các con luôn đến. Đến cùng. Cùng cái đất. Cùng tâm thế. Phải sinh ra bấm cái. Đó. Ở trong Chúa được kết quả. Mà mình không biết kết quả Chúa sẽ cho lúc nào. Mình biết cứ an tâm. Ở trong Chúa được. Trong Chúa phước hạnh. Những cái đời sống tôi nhìn thấy trong hội thánh. Anh em ở trong Chúa gắn liền với Chúa phước hạnh vô cùng. Mình nay ngày mình nay mình còn đứng vững ở trong Chúa. Mình cảm ơn Chúa. Mình thấy đó là một cái phước hạnh và thỏa mãn quá. Như vậy rồi sự dạy dỗ của cái chính ẩn dụ tiệc cưới là gì? Thứ nhất, lòng rộng rãi của Chúa khi mời chúng ta dự tiệc của người của Ngài và cung cấp mọi thứ cần dùng cho chúng ta vô ơn. B, bất công của vua khi phạt người vào dự tiệc cưới mà không mặc áo lễ cho đúng cách. C, tính thận trọng của những khách được mời điều đầu tiên. D, người ngoại được mời vào nước trời vì người Do Thái đã từ chối lời mời dự tiệc cưới dành cho họ. ABC mình sẽ chọn nào? Chọn chữ E hả? Yeah. Chữ D. Lòng rộng rãi của Chúa khi mời chúng dự tiệc cưới của Ngài và cung cấp mọi những nhu cầu. Chúng ta vô ơn. Người ngoại được mời vào nước trời vì người Do Thái đã từ chối mời dự tiệc cưới. Chúa rất hào phóng rộng rãi, Ngài ban cho không khề kiết. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho Ngài không khề kiết. Amen. Amen. Mình đâu có thiếu gì đâu. Người Do Thái nhiều đặc ân lời hứa Chúa mà họ từ chối. Lời hứa Chúa. Chúa lại chọn dân ngoại. Chọn các dân khác, chọn kết quả dân ngày. Matthew đoạn 21 câu 3, 43. Chúa nói chúng ta cứ ở trong Chúa đi. Ở trong Chúa, ở trong sự yêu thương Chúa.
chúng ta sẽ sống công bình, sống kết quả. Cái chúng ta thường nỗ lực. Thì chúng ta thấy có hai cái trong phục lục 2 đó. Có ba cái ân dụ về nước trời mà chúng ta vừa học đó. Thì cái phục lục 2 phân tích rất là nhiều hoạt động của Chúa Giêsu trong ngày thứ ba. Đường lễ thánh và giúp cho quý ông bà chị em chúng ta hoạt động đúng ở trong ơn của Chúa. Giờ mình kệ, mình sẽ kết thúc à, mình sẽ mở ra cái bài kiểm này ha. Mở ra bài kiểm hỏi vài ba câu. Mình sẽ kết thúc bài học này. Bài học rất là hay, nhưng mà chúng ta đã kết thúc bài học kinh thánh nước trời. Bài 2C mở ra trang 269 đi. Trang sau đó. 269. 269 bài 2C quý vị. Có câu giải đáp. Bài kiểm á, kiểm 2C. Trong cái copy có bài kiểm á, bài kiểm 2C. Bài kiểm 2C hỏi nha. Có ok. Ba ẩn dụ trong Matthew đoạn 21 câu 22 có chủ đề chung nào? Chủ đề đó là chủ đề gì? Ẩn dụ về nước trời. Nước trời. Nước Đức Chúa Trời và nước thiên đàng ha. Câu số 2. Trong ẩn dụ về hai người con, nhóm người nào được đại diện qua người con lúc đầu nói không, rồi sau đó đi? Dạ, và rồi sau đi? Dạ, đó là người thâu thuế và phường để đến. Ừ, là những người coi như là được cứu đó, được tin Chúa đó, người đó được tin Chúa đó. Chúng ta không có được chọn, nhưng mà cuối cùng chúng ta được chọn. Còn cái bi là dạ rồi không đi, là người đó là thuộc hạng người nào, dân tộc nào? Dạ, đó là người Pharisee. Người Pharisee. Ok. Câu số 3. Có điều nào sai trật đối với sự công bình của luật pháp mà người Pharisee mong bởi đó được bước vào nước trời? Cái này như là họ đã sai lầm chỉ bởi đức tin mà được cứu chứ không phải bởi việc làm. Câu số 3. Chỉ bởi tin mà được cứu chứ không phải việc làm, không biết đúng không? Điều ấy không dẫn đến đức tin nơi Đấng Christ. Có điều nào sai trật đối với người công bình của luật pháp? Người Pharisee mong bởi đó được vào nước thiên đàng. Câu trả lời là điều ấy không dẫn đến đức tin nơi Đấng Christ. Tại vì họ nghĩ là công bình, nhưng mà đối với Chúa thì không. Đối với Chúa là phải đặt lòng tin nơi Chúa. Trả lời là điều ấy không dẫn đến đức tin nơi Đấng Christ. Tại vì họ xưng công bình bởi sự công bình là bởi đức tin, còn này họ cậy đức tin mà. Điều ấy không dẫn. Dạ, họ cậy luật pháp mà. Luật pháp đâu có dẫn đến công bình được. Mà luật pháp không có cứu mình được. Điều ấy không dẫn được đức tin hả? Dạ, điều ấy không dẫn đến đức tin nơi Đấng Christ. Đức tin. Câu số 4 nha. Chúa Giêsu trong Đấng Christ. Nơi Đấng Christ. Câu số 4, Chúa Giêsu muốn truyền đạt sứ điệp ân điển
nào cho người Pharisee? Ngài phán, họ những người phạm tội tỏ tường sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Họ có thể vào nước Đức Chúa Trời không? Dạ, họ còn có cơ hội. Họ còn có cơ hội, họ có thể vào nước Đức Chúa Trời. Dạ, họ còn có cơ hội có thể vào nước. Nếu họ tin Chúa đúng không? Nếu họ tin Chúa đúng không? Dạ. Đúng không? Đồng ý không? Amen không? Nếu mà họ tin Chúa thì họ được chứ. Bất cứ. Nếu họ tin Chúa mà họ còn có cơ hội, và nếu họ tin Chúa thì được vào nước thiên đàng. À, bất cứ ai mỗi là tin Chúa là được à? Cho nên người Pharisee hay là người Do Thái giờ họ tin Chúa họ cũng được cứu thôi. Nên Chúa cho còn có cơ hội. Câu A. Câu 5, câu A. Biểu tượng nào từ thiên đàng, từ thi thiên được Chúa Giêsu dùng chỉ về Ngài để minh họa Ngài bị các lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái chối bỏ? Biểu tượng nào? Là hòn đá bị loại ra. À, hòn đá, ví dụ đá. Hòn đá bị loại ra, trở nên đá góc nhà. Quan trọng ha. Chúa Giêsu là đá góc nhà. Chúa Giêsu là bằng đá của các thời đại. Mình xem Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng đức tin. B. Lời tiên tri này được chép ở đâu ở trong Cựu Ước? Thi Thiên là mấy? Là Thi Thiên 118. Câu mấy đi, câu mấy? Câu 22 và 23. Ừ, đúng rồi. Thi Thiên 118 câu 22 đến câu 23 là chép. C. Trong Tân Ước còn ai khác trích dẫn chính lời tiên tri này? Ai trích dẫn? Ông nào trích dẫn? Sứ đồ Phi-e-rơ ghi vô. Câu đi. Câu nào được trích dẫn trong những sách và đoạn nào trên Tân Ước? Là Công Vụ đoạn 4 câu 11. Phi-e-rơ đoạn mấy? Dạ. Phi-e-rơ đoạn 2 câu 7. À, ok. Phi-e-rơ nhất 2 câu 7. Ok. Câu 6. Trong ẩn dụ về tiệc cưới, ai được đại diện? A. Những vị khách đầu tiên là người từ chối lời mời. Những vị khách thứ nhì được đưa từ ngoài đường phố vào. Đó là người ngoại bang. Thứ nhất là người Do Thái đúng không? Dạ, thứ nhất là người Do Thái. Thứ hai là người ngoại bang. Chúa mời trước. Cái thứ hai là người ngoại bang. Rồi câu số 7. Ẩn dụ nào nói chủ yếu về người Do Thái? Ẩn dụ nào? Đó là những người thuê vườn nho. Ok, người thuê vườn nho là nói về người Do Thái nha quý ông bà anh chị em. Ẩn dụ nào có cả niềm hy vọng lớn cho dân ngoại nữa? Đó là tiệc cưới. Và hôm nay mình học. Rồi, một câu cuối cùng. Trong ẩn dụ tiệc cưới, áo lễ cưới tượng trưng cho cái điều gì? Cho đời sống công bình. Đời sống công bình, ngay thẳng. Yeah. Kết quả cho quý ông bà chứ, công bình. Quý vị cứ sống công bình đi. Chúa sẽ đãi quý vị cách công bình. Amen. Amen. Chú ban phước cho quý ông bà chị em, xin mời cô Tranh cầu nguyện để chúng ta kết thúc. Cứ xin phép được cầu nguyện. Dạ, con kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Và đêm nay Chúa cũng nhắc nhở chúng con, và chúng con cũng cùng nhau và học trong bài cuộc đời cứu Chúa Giêsu. Chúa ơi, con lớn tiếng cảm tạ Chúa vì cuộc đời của Chúa Giêsu này dạy dỗ chúng con rất là nhiều ở trong bài học này. Con lớn tiếng cảm tạ Chúa, và thứ nhất là Chúa ơi, Chúa cũng dạy dỗ cho chúng con là những mà tiệc cưới, thứ nhất là những người Chúa không
chọn người Do Thái mà Chúa chọn là ngoại bang là chúng con. Chúa ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa và chúng con cũng được thước vô cùng vì Chúa chọn chúng con được ở trong nhà Chúa. Con lớn tiếng cảm tạ Chúa, nhưng Chúa cũng dạy dỗ chúng con. Ở trong nhà Chúa, chúng con phải sống một đời sống chân thật, một đời sống công bình và đời sống có kết quả. Và đời sống có kết quả. Và Chúa ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa và ở trong hội thánh chúng con. Chúa ơi, nếu chúng con đi nhà thờ thì chúng con phải lấy bài học này là áp dụng của đời sống chúng con. Chúng con phải sống một đời sống có công bình và đời sống kết quả và chân thật thì Chúa mới đẹp lòng Chúa. Nhưng cũng Chúa nói trong Giăng đoạn 15 câu 5, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Chúa ơi, chỉ là Chúa thôi mới làm được. Chúa làm được mọi sự. Con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Trong bài học này, Chúa ơi, con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Mà Chúa ơi, tuần này chúng con cũng đến nhóm, xin Chúa cũng thêm sức cho chúng con và những người lớn tuổi được khỏe mạnh để nhóm đầy đủ. Trong tuần tới, con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng thêm cho, nhưng là chị Bích, chị cũng lớn tuổi, xin Chúa cũng ở cùng chị, vì chị ở một mình, xin Chúa cũng ở cùng chị, hữu thủy cùng chị. Trong đêm ngày, trong đêm cũng giống như đêm ngày, có Chúa, con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cũng thương xót con. Con thì cũng bệnh hoạn, dây thần kinh này con thấy cũng nguy hiểm vì bác sĩ nói là con mổ. Chúa ơi, đứt tay đứt chân còn ra máu còn sợ, huống chi mổ não. Đó là một điều rất là quan trọng. Nhưng xin Chúa thương xót, xin Đức Chúa Giêsu Ngài thương xót, bàn tay giấu đến Ngài và Ngài chết trên cây thập tự giá vì loài tội lỗi chúng con, vì bệnh tật chúng con. Xin Ngài cũng đặt tay trên những não của con và dây thần kinh con đừng bị tè và con trở lại bình thường. Amen. Để cho con hầu việc Chúa. Amen. Trong hết cả cuộc đời của con. Amen. Chúa ơi, con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Chúa ơi, những anh chị em trong Chúa đêm nay học cùng nhau, xin Chúa cũng thêm sức cho các anh chị em cho con. Nhất là xin cho anh chị em chúng con học và nhớ và áp dụng lời Chúa thì mới được kết quả. Con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng thêm sức cho mục sư con để ông càng ngày càng có sức khỏe. Và để ông cũng được vui vẻ và xin Đức Thánh Linh cũng đầy dẫy trong ông mỗi ngày, mỗi giờ ông chia sẻ lời Chúa. Con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Chúa ơi, con cũng dâng lại mọi cầu xin này lên cho Chúa. Xin Chúa thương xót và Chúa đáp lời cầu nguyện theo ý Chúa. Con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Trong quyền năng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Linh và Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Là Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, Đức Cha được đến, ý Cha được lên ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chỉ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển vì thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah. Kinh khen về xuống. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kinh khen về xuống. Giấc chạy chung con hoài. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin chào cô Bích, chào cô Tranh. Sẽ gặp lại ngày mai nha, tối thứ sáu. Ngày mai một sinh. Dạ dạ. Dạ, chú Văn Phước. Xin chào chị Hồng Linh, chào chị Tina, chào quý ông bà, chị em. Gặp lại
ngày mai thứ sáu tại nhà thờ. Chú bước cho anh chị em cũng ngon. Bye bye. Bye bye cô Hiệp, chú bước.